Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, những ngày này 70 năm trước, nhân dân ta theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bước vào công cuộc toàn quốc kháng chiến chống quân Pháp quay trở lại xâm lược. Trong những ngày toàn quốc kháng chiến đó, cuộc chiến đấu ở Hà Nội với khẩu hiệu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đã trở thành một biểu tượng bất tử. Tuy nhiên, không riêng gì Hà Nội mà ở nhiều nơi khác trên khắp đất nước ta, cuộc chiến đấu chống quân Pháp cũng đã diễn ra rất ác liệt và hào hùng Đúng với tinh thần câu nói Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm Trong lời hiểu triệu của bác Hồ Cách mạng tháng 8 trời long đất lở Năm 1945 Quả thật đã có một sức giác ngộ Và thay đổi lạ kỳ Nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam Những người hôm qua là bần cố nông Chỉ biết cam chịu sự hà hiếp bóc lột Của địa chủ và bọn thống trị Thì hôm nay đã nhận ra giá trị Và sức mạnh của mình Ngay cả đến những trẻ em lang thang cũng đã được ngọn gió cách mạng làm cho trưởng thành hẳn lên, biết yêu nước thương nòi và dám chấp nhận gian khổ hy sinh vì đất nước. Hôm nay, trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, VN YouTuber đọc truyện xin đọc lại bộ tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán, viết về những thiếu niên ở mặt trận Huế trong những ngày đầu bình trị thiên khói lửa. Sau đây là phần 1 của tiểu thuyết, mời quý vị và các bạn theo dõi. một tuần trước ngày huế nổ súng kháng chiến dân trong thành phố được lệnh tản cứ hết về các vùng quê nhưng qua mấy ngày đầu đánh nhau tin tức thắng lợi từ mặt trận đưa về rồn rập tin thắng lợi một đồn mười mười đồn trăm nên đồng bào chắc mẩm tụi tây sắp đầu hàng đến nơi rồi do đó không ai bảo ai mon men kéo dần về phía thành phố họ nóng lòng sốt ruột được mau mau trở về dọn dẹp lại nhà cửa phố xá trở về với công việc làm ăn thường ngày cuối cùng họ tụ tập lại đông đúc phía bên này cầu bao vinh bên kia cầu thuộc khu vực a mặt trận ai muốn sang phải có giấy phép của ban chỉ huy mặt trận cấp như đã thành lệ tờ mờ sáng là đồng bào tú hết ra đường kéo đến đứng chăn trúc ở đầu cầu chờ nghe tin tức thắng lợi của mặt trận đêm qua họ chăn lấn ùn ùn mỗi lúc một sát đến chỗ bậc đá bước lên cầu nếu không quanh vệ quốc quân cầm ngang khẩu súng trường dài như cây sào chăn vịt đứng gác ngay trước mặt Chắc cả khối người chăn trúc này Đã tràn qua bên kia cầu như nước vỡ bờ Đồng bào nhau nhau hỏi anh lính gác Đêm qua quân tam mình ăn có khá không anh? Nện tụi tay ở vị trí mô mà súng lựu đạn Nổ như răng bắp cả đêm rứa Liệu tụi hắn sắp sửa hô lên manh chưa? Cho bà con về dọn dẹp nhà cửa phố xá Bị bà con hỏi tối tăm mặt mũi Anh lính gác chỉ còn biết nhăn nhó đề nghị Xin bà con đứng xê xê ra cho tôi một chút đứng sát vô tui ri còn biết gác sách làm răng sáng hôm đó từ trong đám đông chen chúc ồn ào ấy có thằng bé lợi dụng đúng lúc anh lính gác còn mãi nhăn nhó đề nghị với đồng bào luồn ra sau lưng anh và chạy tót sang bên kia cầu anh chưa kịp quát gọi lại nó đã biến mất vào dãy phố đầu cầu bên kia không thể bỏ trống chỗ gác để đuổi theo anh chỉ còn biết dậm chân dậm cẳng lao bao bực tức còn cái nhà ai mà nghịch hơn quỷ có mấy đứa bán kẹo gừng đậu phộng giang cũng lấp lõm định bắt trước chú bé vừa rồi nhưng anh lính gác đã nhanh tay tóm cổ áo lôi lại hết một thằng bán kẹo gừng mắt lắc thiên lắc địa chế môi nói với đứa bạn vừa bị tóm cổ lôi lại tụi bay không bắt trước nổi thằng Nemo hắn lanh hơn chuột nhắt trời trốn tìm ù mọi thả đĩa ba ba với hắn chỉ có thua đừng hòng mà sờ được vào người hắn răng mi biết tao chơi mãi với hắn còn lại chi Hắn khoe từ hôm nổ súng, hắn đã tót được qua khu vực mặt trận ba bốn lần. Chú bé bán đậu phộng giang nói chan vào. Hắn lọt qua bên đó làm chi? Coi chơi. Hắn có kể chuyện chi hay không? Khối, nhưng thứ nhất là sáng mô hắn cũng gặp một toán vệ quốc đoàn mà chỉ nhỏ bằng tụi ta thôi, nhiều đứa còn nhỏ hơn. Toan Ni chạy dọc theo bờ sông, tập quân sự 1-2, tập ném lựu đạn, bắn súng, vùi ghê lắm hắn đứng coi mà thèm rượu cả nước miếng. Vệ quốc đoàn mà chỉ nhỏ bằng tụi ta thì đánh tay răng được, hay là hắn nói láo? Răng không đánh được. Thằng bán đậu phụng răng, vinh mặt lên nói. Chánh phủ cứ thử lấy tao vô vệ quốc đoàn coi, có chết cha tụi Tây không? Thằng bán kẹo gừng lắc mắt cười ngạo. Lấy mi vô vệ quốc đoàn thì thà lấy tao còn hơn. Tao chẳng cần súng đạn gì hết. Nó rút trong túi quần ra một cái súng cao su, kéo căng hai sợi chun có cái ni Tao nhắm trúng mắt tụi Tây Tụi về dê Tao nẻ Cha con hắn tha hồ mù Đoán vệ quốc đoàn con nít Lúc này đang nối nhau thành hàng một Dầm dập lên phía hàng cầu đông ba cũ Chạy dẫn đầu Là anh vệ quốc quân chỉ huy Anh chạc 23-24 tuổi dáng người tầm thước Vai rộng ngực nở Tóc búi kiểu móng lửa Cổ đeo lùng lẳng chiếc còi mẹ kền sáng loáng Sáng hôm đó trời lạnh cắt ruột Anh chỉ mặc độc chiếc may ô trắng và quần đùi xanh ống bó sát đùi còn toán trẻ ăn mặc tạp nham quá nửa mặc áo quần vệ quốc đoàn sửa ngắn lại nhiều đứa bơi trong những chiếc áo chấn thủ rộng như áo thụng áo tế có đến hơn chục đứa nai nịt xanh tươi rông ra có khóa đồng to tướng và đau cả bao đạn có trời biết được trong những cái bao đạn xích xẹo, méo mó ấy chúng ních nhát những gì dãy phố ven đường cửa đóng then cải kín mít đồng bào khu vực này đã tản cư hết từ đêm đầu kháng chiến hàng chục con chó lạc mất chủ họp thành đàn chạy loang quang trên đường tranh nhau ngửi bấy đống rác kiếm ăn con nào con ấy hai hông lép kẹp xương sườn nhô cao như vừa nuốt hàng chục chiếc cạp rổ vào bụng khi toán trẻ rầm rập chạy qua lũ chó sợ hãi tán loạn chúng chuồn hết vào các hẻm phố chó mõm ra sủa vang bọn trẻ dậm chân vỗ đùi dọa lại lũ chó con đường ồn ào hẳn lên trong chốc lát lên đến cầu đông ba cũ anh chỉ huy thổi một hồi quài dài, lanh lỏi. Toán trẻ dừng lại. Nhiều đứa nghịch ngợm, vờ mất đà, đâm chuối vào lưng đứa chạy trước. Tập hợp ba hàng dọc. Anh chỉ huy quay lại, rõng rạc hô. Toán trẻ lập tức trở lại trật tự. Loáng một cái, chúng đã sắp thành đội hình hàng ba dọc với tư thế rất nghiêm chỉnh. Đếm số. Đáp lại tiếng hô anh chỉ huy. Những đứa đứng ở hàng dọc bên trái, nối tiếp nhau đếm to như hét. Một, hai, ba, bốn. 5 6 7 8 9 10 hết. Ờ ờ dạ chưa hết, 11. Một đứa đứng lẻ ra, một mình ở cuối đội, cuống quýt kêu toáng lên. Báo cáo anh, em bị lẻ hàng ạ. À. Lẻ là lẻ thế nào? Anh chỉ huy hỏi vặn lại, như hoàn toàn không tin là cái chuyện vô lý đó. Toàn đội chúng ta có 30 em, tập hợp thành 10 hàng 3, làm sao lại lẻ được? Dạ, rữa mà em bị lẻ thiệt ạ. À? thằng bị lẻ, nhớn nhác nhìn ngược nhìn xuôi nhăn nhó, bối rối trả lời. Các em kiểm tra lại xem có hàng nào đứng hai không? Anh Chỉ Huy vẫn như tin chắc rằng đây chỉ là trò nghịch ngợm của bọn trẻ mà thôi. Nhưng cả đội sau khi nhốn nháo kiểm tra hàng ngũ, Đồng Thanh trả lời. Báo cáo anh, hàng một cũng đứng đủ ba cả ạ. À. Anh Chỉ Huy rời chỗ đứng, đi dọc xuống phía hàng dưới, đưa mắt kiểm tra từng hàng một, miệng lẩm bẩm quân số đội đang 30 bỗng hóa ra 31 là nghĩa lý gì? Nhưng chính anh cũng đang ngơ ngác. Đúng là hàng nào cũng đứng đủ ba và cuối đội vẫn lẻ ra một đứa. Anh liền đi ngược trở lên, soát kỹ lại lần nữa. Kết quả, anh lôi ra được một thằng lạ hoắc, không biết từ đâu chui ra đứng lọt vào giữa đội. Cả đội trợn tròn mắt kêu lên. Ủa? Hai đứa đứng cùng hàng với thằng bé lạ hoắc này, há hóc mồm vì quá sửng sốt. Ui trời, Rứa mà từ nãy tới giờ Cứ tưởng hắn là thằng hỏa đen Nước ra hắn cũng đen thui Có khác chi anh hỏa đen nhà mình mô các cậu Cái đứa có tên hỏa đen Đứng cách đó hai hàng Nghe vậy liền co mặt nói với lên Lầm Lầm cái chi lạ rứa Tớ đen nhưng chỉ đen vừa vừa Một đứa đứng bên trái vẻ mặt liến láo Đưa tay vuốt ngực hỏa đen Ngoác miệng ra cười Đưa tay vuốt bớt cục tự ái xuống cho <laughs> Đen vừa vừa hay đen thui thì cũng là họ cột nhà cháy cả thôi mà. Thằng bé lạ hoắc, chui bừa vào hàng ngũ đội, chính là cái thằng luồn sau lưng anh lính khác, toát qua cầu bao vinh lúc nãy. Nó cũng chạc tuổi hỏa đen, bóc dáng cũng sàn sàn, nhưng nước da của đáng tội có đen hơn tí chút. Hỏa đen tự ái kể cũng phải. Cách ăn mặc của nó cũng kém xa hỏa đen. Hỏa đen diện quân phục với áo chấn thủ rộng như áo tế, còn thằng này đánh độc cái áo cộc nâu ngắn, hở cả rốn với cái quần đùi xanh bạc phách. Đít vào hai miếng to tướng Anh chỉ huy nắm chặt cánh tay nó Kéo lại sát trước mặt Hỏi to gần như quát Em ở đâu? Tên là Chi? Sao dám cả gan chui bừa vào hàng ngũ vệ quốc đoàn? Thằng bé sợ hãi Cúi mặt nhìn xuống đường Bàn chân di di một hòn đất Trả lời lý nhĩ trong cổ họng Chẳng ai nghe được gì Anh chỉ huy sốt ruột Không muốn mất thì giờ thêm Bỏ tay nó ra Nghiêm mặt nói Em phải ra ngay khỏi khu vực này Đây là khu vực mặt trận Em nhớ chưa? anh quay lại nói với cả đội các em thật lơ là vô ý thức có một kẻ lạ mặt chui vào hàng ngũ mà chẳng hay biết gì hết cả đội thì thào hỏi nhau không biết hắn lọt vô giữa đội mình lúc mô mà tài rứa hè chắc cái lúc tụi mình còn mãi trêu chọc lũ chó thằng ấy chui cống giạp hát giạp xiếc chắc bợm phải biết tớ cho hắn chơi quế được tớ là tớ phục đó cái đứa có bộ dạng liến láo vừa trêu chọc hỏa đen lúc nãy vừa nói vừa gật gật đầu anh chỉ huy thổi một hồi còi dài cắt đứt tiếng thì thào bàn tán anh đứng nghiêm nói anh báo trước để các em biết khoa mục tập hôm nay hơi khó đòi hỏi các em phải gan dạ bình tĩnh rồi anh cao giọng hỏi to trong đội ta có em nào chưa biết bơi đưa tay lên anh xem không một đứa nào giơ tay trẻ con sinh ra và lớn lên bên bờ sông hương không biết bơi lặn là chuyện hiếm anh gật đầu tốt lắm khoa mục tập hôm nay là nhảy từ trên thành cầu xuống sông. Anh đưa tay chỉ lên cái thành cầu sắt sơn đen ngay phía trên đầu bọn trẻ. Cả đội nhìn theo tay anh chỉ, tất cả cùng rụt vai, lắc đầu lè lưỡi. Đội trưởng chơi cú khoa mục ni, quay bộ gay go đây. Cao đến 3 mét chứ không ít. 3 mét răng được, Xoàng xoàng cũng phải 5 mét. Bọn trẻ nhớn nhác, hết nhìn xuống sông, lại nhìn lên thành cầu, ước lượng chiều cao sắp phải nhảy. Cả đội nhảy qua các bậc đá xây chạy lên cầu vẫn không quên nghịch ngợm chúng dẫm chân thật mạnh làm cho ván cầu kêu rầm rầm mưa phùn đã tạnh nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn không ngớt bọn trẻ cười áo quần vắt lên thành cầu tất cả rét run nổi hết da gà chúng đứng nép sát vào nhau miệng xít xoa như ăn ớt hai tay vòng lên ôm cổ lưng cong lại như lưng tôm đội trưởng trèo đứng lên cái cột bê tông giữa cầu quay lại nhìn cả đội nghiêm mặt nói tất cả các em đứng thẳng lên bỏ hai tay ra khỏi cổ hiên ngang lên anh xem nào đàng hoàng là những vệ quốc quân sắp ra trận giết giặc cứu nước mà sợ gió sợ lạnh à thế thì trước bom đạn như mưa của giặc các em sẽ còn sợ đến mức nào các em có muốn mang tiếng là những chiến sĩ hèn nhát không không ạ à, không ạ à. cả đội nhao nhao trả lời tất cả lập tức đứng thẳng người miệng thôi xít xoa có đứa còn làm bộ hiên ngang ưỡn ngực ra bụng thoát lại tay khuỳnh khuỳnh chống nạnh. nhìn điệu bộ chúng anh chỉ huy mặt đang nghiêm thế mà phải bật phì cười anh rất hiểu đối với các chiến sĩ nhỏ tuổi của mình không có lời động viên nào hiệu quả bằng chạm đến lòng tự trọng anh nói tiếp khoa mục hôm nay tuy khó nhưng các em phải gắng tập cho được trong hoàn cảnh địa hình chiến đấu của thành phố huế chúng ta rất có thể các em sẽ gặp trường hợp phải nhảy từ những vị trí rất cao xuống sông do đó chúng ta cần phải tập trước cho quen các em chú ý xem anh nhảy thị phạm rồi các em tiếp tục nhảy theo sau anh quay mặt ra sông, đứng thẳng tắp trên cột trụ như pho tượng trên bệ. Hai cánh tay đưa thẳng trước mặt, đôi cẳng chân vạm vỡ săn chắc những bắp thịt, khẽ nhún nhún rất dẻo. Anh tung người lên cao, thân hình anh như một mũi tên bay tranh trách xuống sông, cắm phập vào làn nước xanh ngăn ngắt, lan tan gợn sóng. Cả đội trồm hết lên thành cầu nhìn theo, chúng chặt chặt lưỡi trầm trồ. Đội trưởng lông rông, tuyệt đẹp bay hè. Còn phải nói, trước đây anh từng làm sampion, bơi của Huế mình mà. Dưới sông, đội trưởng đã trồi đầu lên khỏi mặt nước. Anh đưa tay vuốt vuốt mặt, nhìn lên cầu dục Nào các em nhảy đi, em nào bị chuột rút, đã quanh cứu. Bọn trẻ đứa nọ đùn đứa kia. Cậu nhảy trước đi. Thì cậu nhảy trước đi. Thành cầu chặt ri, đứng nhảy một lần răng được. Nhưng rồi, chẳng đứa nào dám nhảy trước. Mấy đứa trèo lên thành cầu lại tụt xuống lẻ lưỡi. Ngợp quá, cứ như là đứng trên nóc lầu chợ Đông Ba mà nhảy xuống ấy đội trưởng bày ra chi cái khoa một cây gori không biết xê ra xê ra cái thằng có bộ mặt liến lấu ban nãy chiêu chọc hỏa đen đưa tay gạt các bạn hai bên ra làm điệu bộ hăng hái trèo lên thành cầu không cậu mô dám nhảy thì để tớ nhảy trước cho coi rồi gắng vào bắt trước nha. khó cóc chi mà cứ kêu là khó cả đội reo ầm lên a à, a à, anh tư giác lại dám xung phong nhảy trước chuyến ni e trời sập cái rầm mắt thôi anh tư giác chuyến ni nhảy trước nhất định tụi mình phải đổi tên là tư gan nhưng gan chi mới được chứ gan thỏ mặc cho các bạn trêu chọc tư giác mặt vẫn phớt tỉnh nó đã đứng thẳng lên cái cột trụ đội trưởng vừa đứng hai đầu gối va vào nhau lập cập nó nói với các bạn đầu không ngoái lại anh em mở to mắt mà coi tài lão ra tư giác làm điệu bộ in hệt đội trưởng hai tay cũng đưa thẳng ra đằng trước bộ giò như hai ống sậy cũng nhún nhún khá dẻo nhưng đội trưởng chỉ nhún vài cái còn nó thì nhún liền tù tì hàng chục cái Làm các bạn nhìn theo hoa cả mắt Tư giác bất thình lình hô to Hai ba này Nó hồ rõng rạc lên nỗi Làm cho cả đội trưởng tưởng là nó đang lao xuống sông Nhưng bất ngờ Nó ngồi thụp xuống cột cầu Ngẹo đầu méo mồm trợn mắt làm trò Cả đội bị mắc lỡm ôm bụng cầy bò Hình như cả đội đã quá quen với những trò đùa của tư giác Đội trưởng chạy lên cầu hỏi to Em nào dám sung phong nhảy trước làm gương cho cả đội anh xem nào. Cả đội im thiêm thiết, đưa mắt nhìn nhau. Cái vinh dự nhảy trước làm gương cho cả đội, xem ra đứa nào cũng thèm. Nhưng cứ nhìn từ thành cầu xuống sông, cặp giò chúng đã bún rùn. Đội trưởng gặng hỏi. Không em nào dám nhảy à? Dạ em, em xin nhảy. Cả đội quay lại. Thật không ngờ, em xin nhảy lại chính là thằng bé lạ hoắc, chui bừa vào hàng ngũ đội lúc nãy. Nãy giờ, nó vẫn chưa chịu đi, mà lén treo lên cầu đứng co do ở lề cầu bên kia, tò mò theo dõi buổi tập. Với vẻ sợ sệt lo lắng, vừa nói, nó vừa hấp tấp bước sang lề cầu bên này. Không đợi đội trưởng có đồng ý hay không, nó biếu tay trèo phát lên thành cầu. Ai mượn mà cũng làm trạng. Tao đố dám nhảy, chắc lại nhảy kiểu tư giác chứ chi. Như không thèm để ý đến tiếng xì xào khích bác của cả đội, nó đứng thẳng lên thành cầu, quay lại nói với đội trưởng giọng khẩn khoản. Em mà nhảy được, anh cho em vô đội với anh hì? Nghe giọng nói và nhìn vẻ mặt nó Cả đội liền hiểu ngay nó sẽ nhảy thật Chúng bỗng thấy xấu hổ Và tự ái ghê gớm Để cho một thằng không biết từ xóa xỉnh nào chui ra Đòi nhảy trước làm gương Thì thật xấu hổ cho cả đội Còn thằng bé không kịp biết đội trưởng quân ưng thuận hay không Quay mặt luôn ra sông Nhún khẽ hai chân một cái Và bay thẳng xuống sông Đội trưởng buột miệng Chú này nhảy khá lắm Úi trời Nhiều tiếng kêu sửng sốt Nó nhảy mà vẫn để nguyên cả quần áo tề mặt sông xanh biếc lăn tăn sóng đón lấy nó nhẹ nhàng thân thuộc chứ không ầm ĩ như đón những anh mới tập nhảy thân hình nó uốn cong luồn sâu xuống nước và nổi lên rất nhanh nó lắc lắc đầu rũ nước khoát tay bơi lượn vòng ngờ mặt nhìn lên cầu và bất ngờ toét miệng cười cả đội ức quá đau dẫy lên như bất thình lình bị ai quất roi mây vào mông thế là quên hết sợ hãi và chẳng cần ai dục chúng ào ào trèo lên thành cầu thi nhau hét to hai ba này rồi lau ầm ầm xuống sông trên cầu lúc này chỉ còn trơ lại một mình tư giác vẻ điên láo đã biến đi đâu hết nó hết nhìn xuống sông lại nhìn lên thành cầu điệu bộ luống cuống như gà mắc tóc đội trưởng nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng hỏi thế nào chẳng lẽ em định đeo mãi cái tên tư giác sao tư giác vụt đứng thẳng người nhìn đội trưởng nói to dạ không lần này em nhất định đổi được cái tên tư gan cóc tía rồi nó trèo phát lên thành cầu và chẳng cần nhún nhức gì hết nó nhắm mắt nhắm mũi nhảy bừa xuống sông bọn trẻ đang bơi lội ì bạp, hò nhau tránh giạt ra hai bên để tư giác khỏi nhảy chúng lên đầu chúng gieo vang cả mặt sông a à, a à, tư giác nhảy dù anh tư giác nhảy dù tư giác nhảy không chúc đầu mà hai chân xuống trước nó mới đánh ùm như quẳng xuống sông cả hoàn đá đảng nước vọt lên đến gần thành cầu nó chìm nhìm khá lâu mới thấy nổi lên các bạn bơi xuống lại quanh nó mừng rỡ nói ui chào, cậu làm tụi tớ hết cả hồn tưởng cậu đứt hơi ở luôn dưới đó Tư giác thở lấy thở để khạc khạc nước hồn hển nói vừa lặn xuống đáy sông tớ gặp ngay một anh cá gáy to bằng hai bàn tay xòe anh ta lượn qua trước mặt tớ quệt cả đuôi vô chán tớ rượt theo chụp luôn chụp năm sáu cú liền một cú trúng đuôi một cú trúng vây hai cú trúng đầu rứa mà anh ta vùng thoát được hết tiếc quá không thì chưa ni đội ta được bữa cháo cá lu bù nhiều đứa bị sặc nước phì cười đội trưởng thổi còi báo xong buổi tập Cả đội bơi vào bờ, dầm dập chạy lên cầu, bơ vội quần áo mặc vào người. Lúc này tất cả mới thấm lạnh, đứa nào nữa đấy run cầm cập. Chúng nghiêng đầu nhảy cho nước trong tay chảy ra. Ván cầu kêu rầm rầm. Đội trưởng hô đội tập hợp ngay trên cầu, nhận xét buổi tập. Riêng thằng bé lạ hoắc chui bừa vào hàng ngũ đội, một mình đứng nép vào lề cầu bên kia. Nó cởi quần áo ướt sũng, bắt khô nước, rồi rũ phơi lên thành cầu. Đội trưởng hỏi, em ban nãy đâu rồi? Dạ em đây ạ. À. Nó cầm cái quần cọc đang bắt giờ hấp tấp chạy sang, đứng khép nép trước mặt đội trưởng. Cả đội chỗ mắt nhìn nó phá lên cười, nhiều tiếng xì xào. Cậu ni vô phép quá, ai lại đi ở lỗ ở chuồng mà nói chuyện với cấp chỉ huy. Lúc này nó mới chợt nhớ ra, nó rũ cái quần ướt xóa chân vào, nhưng vì vội và cuống, chú xóa hai chân vào một ống quần và ngã chồng cành xuống ván cầu. Đội trưởng cũng phải phì cười, cúi xuống đỡ nó dậy, ôn tồn nói. Không sao, cứ ở chuồng thế cũng được Đừng mặc quần áo ướt mà lạnh Anh quay sang hỏi cả đội Có em nào mặc hai áo hai quần Cởi cho em này mượn một bộ Lập tức có hơn chục em cởi áo quần Chạy lại rúi vào tay nó Nó đứng sững Đưa cả hai tay ôm đầy một ôm quần áo Mặt ngẩn tò te Tư giác nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng Đến ôm đỡ quần áo cho nó Vừa cười vừa nói Để lão ra giúp cho một tay Chứ coi bộ dạng chú mi Chưa quen diện loại com lê hảo hạng chim ô tư giác vắt cả đống quần áo lên thành cầu cầm từng chiếc một ướm thử vào người thằng bé chiếc nào coi bộ không vừa tư giác bo viên ném trả lại cho đứa cho mượn chọn hết cả ôm mới được hai cái áo và một cái quần tạm gọi là vừa người chú ta tư giác nói giọng anh nạt yêu em mặc ngay bộ com lên y vô không thì lạnh sưng phổi chết bây giờ ai bảo nghịch cho lắm tư giác vừa giúp nó mặc quần áo vừa méo mồm trợn mắt làm trò hề chọc cười các bạn khi áo quần quay bộ đã tươm tất, đội trưởng hỏi nó. Em tên là gì? Dạ em tên là Mừng. Em mấy tuổi? Dạ 12. Nhà em ở Mô? Dạ, ở dưới bao vinh tê. Rứa cha mẹ em làm nghề chi? Mừng ngắc ngứ một tí, rồi lý nhí trả lời. Dạ, em không có cha mẹ. Đội trưởng chăm chú nhìn em ngạc nhiên hỏi. Không có cha mẹ, thì em ở với ai? Mừng cúi mặt như cô tránh cái nhìn của anh, giọng ngập ngừng. Dạ Em đi ở giữ em Chủ nhà hay đánh chửi em lắm phải không Dạ Thế em có biết đội này làm công việc chi không mà xin nhập Mừng ngây người nhìn anh Dạ Dạ làm làm Chú đưa mắt nhìn cả đội như muốn nói Các anh bày giúp cho tôi với Nhiều em cũng thấy thương hại mừng Thì Thảo nhắc Làm trinh sát Làm trinh sát Đội trưởng ra tay ra hiệu không được nhắc Như mở cờ trong bụng mừng vội vã đáp dạ làm khinh sát làm chi dạ làm khinh sát ạ à. trong hàng có tiếng cào nhào nhắc một đằng quang một nẻo làm khinh sát là làm cái cóc khô chi trên môi đội trưởng thoáng nụ cười anh nói thôi được nếu quả đúng là em không còn cha mẹ nữa thì anh đồng ý cho em gia nhập đội đội chúng ta không phải làm khinh sát mà trinh sát đội thiếu niên trinh sát trung đoàn trần cao vân công việc của người đội viên trinh sát sau này em sẽ được học. Có điều chắc chắn nhất là nay mai đội chúng ta sẽ được ra mặt trận cùng các anh lớn đánh Tây. Em có thích đánh Tây không? Mừng mắt sáng lên hăm hở đáp. Dạ, thích lắm. Tại sao thích? Câu hỏi cắt cớ này mới càng khó trả lời. Mừng ngập ngừng ấp úng mãi. Rồi bất ngờ, chú ngẩng nhìn đội trưởng trả lời khá rành giọt. Dạ, dạ, vì tụi Tây hay đá đít người mình. Cả đội trợn tròn mắt nhìn nó, cứ ngờ là nó nói giỡn. Nhiều em đỏ bừng mặt, Bị cố nhịn cười Đội trưởng cũng cố nhịn cười hỏi Thế em đã trông thấy Tây Đa Đít ai bao giờ chưa? Dạ có chứ Ở xóm em có bác Hùng Là cha cậu ngò chơi thân với em Bác ấy làm nghề kéo xe Một bữa có thằng Tây dâu ria xồm xoàm To trình hình như con bò Thuê xe bác ấy từ ga lớn đến cầu an cựu Mà chẳng trả được cho bác ấy một xu Nét mặt mừng lộ vẻ tức tối Đã rứa Hắn lại còn đã giày vô đít bác ấy Chửi Cô soang, cô soang bác ấy ngã dúi va đầu vô cột điện lóa máu bác ấy phải nằm liệt giường không đi kéo xe được Rửa là cả nhà cậu ngò bị đói đội trưởng quay sang hỏi cả đội theo các em mừng trả lời đúng hay sai dạ sai 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 toét em nào trả lời đúng thử nói anh nghe xem nào một chú đứng ở hàng thứ hai giơ tay rồi đứng nghiêm trả lời như đọc bài thuộc lòng em đánh tây vì chúng là bọn thực dân cướp nước hơn 80 năm chúng đã đô hộ nước ta, gây bao cảnh lầm than đói khổ. Đội trưởng ngắt lời. Em định đọc hết cả bài chính trị, vừa học đêm qua có phải không? Theo anh, em mừng trả lời không những không sai, mà còn rất hay. Tụi Tây là một tụi hết sức tàn ác và láo xược Đã đi xe quỵt lại, còn đã ít người kéo xe. Các em phải biết lấy đó làm điều căm tức, để nay mai ra trận càng thêm dũng cảm, hăng hái, cùng các anh nện chúng một trận đích đáng để trả thù cho bác Hùng và còn biết bao nhiêu đồng bào bị ức hiếp chúng ta nhất định phải tống cổ hết chúng nó về nước, để người Việt Nam ta không còn bị chúng hành hạ nữa. Mừng mở to mắt nhìn đội trưởng, có vẻ như chưa dám tin anh khen mình thật. Còn cả đội, sau khi nghe đội trưởng nói rõ thêm ý nghĩa câu trả lời của Mừng, đều cảm thấy tức tụi Tây, thực dân ứa máu. Cố tổ chúng nó, nhiều em thầm rủa đã đi xe quỵt không biết nhục, lại còn chửi người ta cô son, với đã đít người ta, làm lõa đầu chảy máu. Đội trưởng hỏi Mừng, thế em có thể làm được gì để đánh Tây? Mừng hăm hở trả lời. Dạ bơi ạ. À. Tốt lắm. Tài bơi lặn của em thì anh và các bạn được trông thấy rồi đấy. Ngoài bơi ra, em còn biết làm gì nữa? Dạ trèo cây ạ. À. Cây cao mấy em cũng trèo được. Rất tốt. Trèo leo là một môn rất cần cho người chiến sĩ trinh sát. Dạ nấu cơm ạ. À. Nấu cơm cũng rất cần. Mỗi người chiến sĩ đều phải tự biết nấu lấy thức ăn lúc cần thiết. Dạ, dạ em còn biết bồng em ạ. tiếng từ rát cười tư giác cởi to hắn bồng em giỏi rứa, nay mai ra trận, hệ bắt được thằng tú binh mô là giao ngay cho hắn bồng về nộp cấp chỉ huy. mừng tướng tư dắt nói thật, lo lắng nói với đội trưởng. nhưng thằng tây to rứa, em sợ bồng không nổi. to cũng phải bồng, to cũng phải bồng. ai khiến cậu khai là biết bồng em làm chi? cả đội cười ngất, nhao nhao hét to trêu mừng. đội trưởng xua xua tay, mặt nghiêm lại nói: các em không nên cười, người chiến sĩ trinh sát cần phải biết bồng em và làm bất cứ việc gì để giúp đỡ nhân dân mừng được đội trưởng khen đã trở nên hoạt bát mạnh dạn hơn nó nhăn nhăn chán cố nhớ xem mình còn có thể làm được gì nữa nó mang máng đoán rằng nếu mình càng làm được <laughs> nếu mình càng làm được nhiều việc thì cấp chỉ huy càng dễ cho nhập đội hết rồi phải không đội trưởng đặt tay lên đầu mừng mỉm cười hỏi dạ dạ còn còn thì kể đi dạ chọi dế ạ à. Cả đội lần này phải bỏ lăn ra ván cầu mà cười. Tư giác gò lưng ôm bụng cười ngắt ngắt không thành tiếng, chảy cả nước mắt nước mũi. Nó nói đứt quãng qua tiếng cười. Ôi, ôi, hắn làm tôi đứt hết cả ruột mất. Ôi, đội trưởng cũng cười ngất, xa đầu mừng hỏi. Chú mình chọi dế có khác không? Dạ, nhất hạng ạ. Để em đã lên đài. À, <laughs> dế em đã lên đài là hạ đo hết tất cả dế của tụi bạn hàng xóm thế thì cho em được sắp vào hàng. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, em được chính thức công nhận là đội viên đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân. Em nhớ chưa? Dạ, nhớ rồi ạ. À. Mừng đáp như reo, rồi trang luôn vào đứng giữa hàng. Có lẽ nó cho rằng đứng giữa thì như vậy mới chắc chân trong đội. Doanh trại đội thiếu niên trinh sát là một ngôi nhà lầu hai tầng kiểu biệt thự, xung quanh có hàng rào sắt bao bọc. Hai cánh cổng sắt đồ sộ mở ra trước cái sân rộng, dài sỏi, đằng sau là một khu vườn lớn um tùm những tán cây cổ thụ về đến doanh trại đội trưởng gọi mừng vào phòng làm việc anh hỏi rõ họ tên nó để ghi vào sổ quân tịch em họ chi dạ dạ em tên mừng tên thì anh biết rồi anh muốn hỏi họ em kia mừng đứng ngẩn người nhìn anh ngắc ngang ngắc ngứ một lúc rồi đáp dạ dạ họ chi chi ấy họ chi chi là họ gì mới được chứ đội trưởng lạ lùng nhìn nó Trần hay Lê hay Nguyễn hay Đặng Miệng hơi há ra Nó hết nhìn đội trưởng Lại nhìn cuốn sổ to giấy trắng mở rộng trước mặt anh Mỗi lần có ngọn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào Các trang giấy phần phật như cánh con chim trắng vỗ muốn bay Thế nào? Em đã nhớ ra họ gì chưa? Mừng dựng ngực vào mép bàn Mặt nhăn nhót thẻo não Nó có vẻ nghĩ ngợi lung lắm Nó đột ngột nói Dạ, dạ em không có họ Sao lại không có họ được hả chú mình Ai có tên mà chẳng có họ Dạ em không có họ thiệt mà Giọng mừng gần muốn khóc Cả xóm em Ai cũng gọi em là thằng mừng Chẳng ai gọi họ em cả Lý do không có họ của nó lại đời chưa Mấy em đang đứng quanh đó Đều bụng miệng cố nhịn cười Tư giác cười rung cả người Chạy vụt ra khỏi phòng Dầm dĩ loan báo Các cậu ơi các cậu ơi Vô mau buồn của đội trưởng mà coi thằng đội viên mới của đội ta không có họ không Trần, không Lê, không Nguyễn, không Đặng, không có góc khô chi hết à. Gần nửa đội đang chơi trước sân, bỏ hết các trò chơi, xuống quanh tư giác hỏi. Hắn không có họ thiệt à, cậu chỉ bịa thôi. Nếu mà bịa thì tớ chết không kịp ngáp, cậu mô không tin cứ chạy vô mà coi. Nhưng tại răng lại không có họ được. Tại, tại cả cái xóm bao binh, ai cũng gọi hắn là thằng mừng, không thể gọi họ của hắn cả. Tư giác ôm bụng cười, vừa muốn đứt hơi. Hắn nói kể cũng có lý, đi ra đường gặp ai họ cũng ê mừng chứ không thấy ai gọi ê lê mừng ê trần mừng hay ê đặng mừng thì có tài thánh cũng không biết được họ mình là chi thế là tất cả xô nhau chạy dần dần về phía buồng đội trưởng ngồi làm việc tư giác vừa chạy như ngựa tế vừa reo mau lên các cậu ơi mau lên chắc chắn đang còn nhiều câu thức cười nữa không nghe được thì tiếc lắm chúng kéo vào đứng bây kín bản giấy của đội trưởng vòng trong vòng ngoài tất cả chăm chăm nhìn vào miệng mừng hồi hộp chờ nó nói thêm những câu thức cười khác Mừng thì vẫn một mực Em nói thiệt Em không có họ Gặng hỏi mãi không được Cuối cùng đội trưởng đành phải ghi cụt lùn đọc một chữ Mừng Và cột họ và tên Anh ghi thêm vào cột Ghi chú rằng Em này lỡ quên mất họ Do anh duyệt lại danh sách các tiểu đội các tổ Xem nên bố trí chú đội viên mới này vào tổ nào Du Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Cúi xuống nói thầm vào tai đội trưởng Anh cho mừng vào tiểu đội em Tiểu đội em còn thiếu một đoàn, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đứng ở vòng ngoài, chồm người, viết vai mấy bạn đứng trước xuống, nói chen vào. Anh Du Khôn nghe, đề nghị đội trưởng bố trí mừng vào tiểu đội em, tiểu đội em còn thừa chỗ nằm. Đội trưởng gật gật đầu nói, được, được, để anh còn xem đã. Mấy phút sau, anh ngẩng lên nói với mừng. Anh bố trí em vào tiểu đội 3, tổ 4, do em vịnh làm tổ trưởng. Tư giác tặc tặc lưỡi. Tiếc quá, tiếc quá. Đội trưởng mà cho hắn vô tổ tớ, thì tớ chỉ cười cũng đủ no, chẳng cần cơm nước chi hết. Nó ghé vào tay mừng thì thầm suối. Cậu xin với đội trưởng về tổ 6 của tớ hơn. Tổ tớ vui nhất đội, đừng dại mà ở tổ 4 của thằng Vịnh Xưa. Cậu ấy là kỷ luật sắt gớm lắm. Mừng vẫn dựa ngực vào mép bàn, đứng im, có vẻ chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao hết. Tư giác huy khuyết quỷ trò vào sườn của mừng dục Cậu xin đi, xin ngay đi. Vừa lúc đó, đội trưởng ngẩng lên gọi. Em Tư, có mặt. Từ giác đập hai gót chân nghe đột To như tiếng gót giày đinh đập vào nhau Đứng nghiêm quay lại Em chạy đi gọi em Vịnh vô đây cho anh Có mặt Từ giác đáp to vang cả gian buồng Nó làm động tác đằng sau quay rất đúng Rất đẹp và nghiêm chỉnh Và cũng rất bất ngờ Nó giật cái mũ bê rê tím đội trên đầu Tung lên cao đến tận trần nhà Tôi nhảy phóc lên với điệu bộ người giữ gôn bắt bóng Bắt lấy cái mũ Ôm ghi vào ngực và chạy biến ra khỏi phòng Vịnh Tổ trưởng tổ 4 đang ngồi cạnh bể nước trước cửa nhà bếp, nhặt rau giúp các chị cấp dưỡng. Nó chạc 14 tuổi, mặc bộ quân phục màu đất sửa ngắn lại với chiếc túi áo chấn thủ rộng thùng thình. Ngang lưng thắt cái thắt lưng da to bản, một bên hông đeo cái bao da đạn cũ kỹ, méo mó. Nhưng cái khóa thắt lưng và cái nút cài bao đạn bằng đồng được đánh bóng vàng chóe như là vàng thật. Đặc biệt, hai bàn tay em chẳng có chút gì là bàn tay trẻ con. Chúng to, thô, lòng bàn tay đầy chai và nhiều vết dạn đen trên các móng tay. Đó là bàn tay của những người từng quen công việc nặng nhọc. Hai hàm răng của vịnh thưa rách như răng cá voi, nên các bạn trong đội gọi em là vịnh xưa. Cuộc đời của vịnh xưa cũng là cuộc đời của khá nhiều đội viên khác trong đội. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng. Người bác ruột đem nó về nuôi. Bác làm thợ nguội ở nhà máy đèn Huế. Gia đình bác mỗi ngày một thêm túng bấn vì quá đông con với đồng lương chết đói. Đang học lớp tư, nó phải thôi học ở nhà bồng em thổi cơm cho bác. Mới chín mười tuổi đầu, nó đã phải làm việc quần quật suốt từ sáng đến tối. Người bác gái, ác nghiệt, thường duyên đánh đập nó chẳng khác gì đứa ở. Bác trai đi làm suốt ngày, nên không thấu được hết tình cảnh của vợ mình hành hạ đứa cháu nhỏ mồ côi. Còn nó thì cứ nín lặng, sợ bác biết bác buồn. Em thương bác lắm. Mỗi lần nó mang cơm trưa đến xưởng cho bác, gặp lúc thằng cai tay đang cự bác cái gì đó, rồi răng tay, tát bác học cả máu mũi. Nếu bác không kịp chừng mắt ra hiệu, thì suýt nữa nó đã quăng cái cặp lồng cơm vào mặt thằng Tây. Năm 11 tuổi, bác xin cho nó vào học việc ở xưởng. Nối nghiệp bác, nó học nghề nguội. Bàn tay nhỏ bé của nó biết cầm cái kìm, cái búa, cái rũa từ đó. Cách mạng tháng 8 thành công, Vịnh xưa vẫn tiếp tục học nghề ở nhà máy điện. Nhưng bây giờ học nghề vui lắm. Tụi chủ Tây đã bị cách mạng tống cổ đi hết. Bác của Vịnh được bầu vào ban quản đốc xưởng nguội. Vịnh còn nhớ mãi, hôm bác được bầu trở về nhà, Bác khóc giọng nói với nó Ân tình cách mạng to lớn quá cháu ơi Bác cháu mình cho dù tới chết E cũng không đền đáp nổi Tháng 6 năm 46 Một đơn vị vệ quốc đoàn thuộc tiểu đoàn tiếp phòng quân Về đóng quân trong khu vực nhà máy Cũng như bao chú bé khác Gặp dịp may hiếm có này Vịnh xoắn ngay là đơn vị vệ quốc đoàn Và không rời ra nữa Hệ có phút nào rảnh rỗi Là nó từ xưởng máy tót ngay sang với các anh bộ đội Nó tìm cách giúp các anh những công việc lặt vặt Làm vệ sinh doanh trại Tìm rẻ với dầu linh cho các anh lau súng. Nó còn chúa nghề thợ nguội, chữa giúp các anh bộ phận bị hỏng hóc. Bàn tay cầm cái rũa, cái cưa sắt, đục sắt, nom ra cũng ra dáng lắm. Một hôm, chính trị viên đơn vị đứng ngắm bệnh xưa trong bộ quần áo, lấm lem dầu mỡ. Chăm chú thận trọng, giữa một bộ phận súng bị hóc, túm tím nhận xét. Nhỏ bằng cái đầu đạn rứa mà chú mình non đã có thớ một tay thợ súng lành nghề. Từ hôm đó, anh gọi Vịnh là chú thợ súng nhỏ cả đơn vị cũng bắt trước gọi theo. Dạo đó, đơn vị thiếu một liên lạc chạy công văn giấy tờ. Một hôm, nhân nó sang chơi, chính trị viên đơn vị gọi nó vào buồng làm việc, mời uống nước chè xanh quấy đường, tỉ tê hỏi rõ hoàn cảnh gia đình nó. Sau đó, anh ngỏ ý muốn tuyển nó vào làm liên lạc cho đơn vị. Đang ngồi, bị đứng bật ngay dậy, nó như không còn tin vào lỗ tai mình. Ngay cả trong mơ, nó cũng không thấy được một hạnh phúc lớn đến như thế có thể đến với mình. Nó nói không kịp thở, Em đã muốn xin với các anh từ lâu Nhưng em sợ em không dám Đã rứa anh cho em ở lại đây luôn Chiều ni em không về nhà nữa Chính trị viên nói Em cũng cần phải về nhà Để lấy đồ đạc quần áo Với xin phép bác em chứ Vịnh nói Bác em đang làm việc bên xưởng Em chạy ù qua đó xin phép Còn đồ đạc quần áo Em chẳng có chi Ngoài bộ quần áo đang mặc Trong bụng Vịnh sợ lúc mình chạy về nhà Các anh thay đổi ý kiến Không đồng ý nhận mình nữa còn chính trị viên nghe nó nói mẹ thương quá. Anh định bụng sau khi Huế giải phóng, anh sẽ đưa nó về nhà mình nuôi cho đi học. Chiều hôm đó, Vịnh Sơ chính thức gia nhập vệ quốc đoàn, liên lạc viên của đại đội 3, tiểu đoàn tiếp phòng quân. Huế nổ súng kháng chiến, đại đội của Vịnh đánh nhau ở mặt trận khu C. Nó được dự mấy trận đánh mở màn ác liệt nổi tiếng như cầu kho rèm, nhà hàng sát phăng rông, trưởng thiên hữu. Trong trận xung phong vô trưởng thiên hữu, chính trị viên bị thương nặng. Vịnh Sơ đi sát bên các anh khóc suốt từ mặt trận về đến trạm quân y. Trước khi tắt thở, anh gọi lại vịnh bên cáng, xoa đầu Âu Yếm nói. Lau nước mắt đi em, em giữ lấy cái áo chấn thủ của anh mà mặc, đừng chôn nó theo anh phí đi. Ra trận, nhìn cái áo của anh thì nhớ trả thù cho anh. Cái áo chấn thủ rộng thùng thình nó đang mặc, chính là của chính trị viên hy sinh để lại. Sau đó mấy hôm, Vịnh xưa được lệnh triệu tập về đội thiếu niên trinh sát trung đoàn vừa thành lập. Về đội chỉ mấy hôm, em đã được đội trưởng đặc biệt tín nhiệm, cứ làm tổ trưởng tổ 4, kiêm tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Hầu hết các bạn trong đội đều yêu và nể nó, có bạn sợ là đằng khác. Học tập công tác, nó đều gương mẫu, làm bất kỳ việc gì, dù nhỏ nhặt đến đâu, nó cũng làm đến nơi đến chốn chu đáo, tận tụy, kỷ luật, đó là những đức tính vịnh sữa đã học được của chính trị viên trong những ngày sống cạnh anh. Chết rồi, anh để lại cho nó cuộc sống mẫu mực, trong sạch, tốt đẹp, của tình thương yêu của anh qua hơi ấm chiếc áo trấn thủ ngày ngày nó vẫn mặc chỉ cần nhìn cách thức vịnh xưa giữ gìn chiếc áo trấn thủ cũng đã biết nó thương nhớ anh đến chừng nào trước khi đi ngủ bao giờ nó cũng cởi áo ra gấp vuốt cho thật thẳng nếp gối lên đầu đi tập về nếu có một vết bùn nhỏ dây vào là nó lập tức lấy nước gột cho kỳ sạch hồi chưa về đội một lần nó chạy liên lạc gặp một anh vệ quốc quân cao lớn mặc cái áo len mới tinh màu rượu chát vác một khẩu đại liên anh ơi ới gọi nó lại đặt khẩu súng sướng, cởi cái áo len đưa cho nó và nói: "Mặc cái áo len thượng hạng mà mang khẩu đại liên dầu mỡ đen ngòm thật phí hoài. Em cởi cái áo chân thủ đưa đi anh, rồi cầm cái áo len ni mà diện." Anh tưởng chú liên lạc chắc phải sướng mê người về sự đổi chắc quá lợi này, nhưng thật bất ngờ, Vịnh xưa chẳng buồn nhìn cái áo len. Nó lắc đầu nói với anh: "Anh có đem tất cả len dạ của thành phố Huế mình ra đổi lấy cái áo chân thủ ni, em cũng không đổi mô." Nói rồi nó chạy biến. Để anh vệ quốc quân với cái áo len thượng hảo trong tay đứng sững nhìn theo kinh ngạc, không hiểu làm sao chúng ta lại đòi đến mức ấy. Tuy chỉ mới biết đọc biết viết, nhưng nhờ tập luyện hết sức chăm chỉ, nên các khoa mục trinh sát rất khó, như vẽ bản đồ, đánh tín hiệu bằng cờ. Vịnh xưa là một trong mấy đội viên giỏi nhất. Mười lời thề danh dự của vệ quốc đoàn, nó đọc ngược được, như lời tư giác khen. Riêng tinh thần kỷ luật của nó thì không chê vào đâu được. Đội trưởng phân công tổ nó đào một cái hố rác sâu 80 phân. Đào xong, nó lấy thước đo hẳn hoi, không sâu hơn cũng không nông hơn. Nội quy đội đề ra, những đêm không tập khoa mục chính sát, 10 giờ phải lên giường ngủ. Thế là đúng 10 giờ, nó bắt cả đội phải lên giường, dù đang chơi vui rôm giả đến mấy. Trước khi đi ngủ, nó không bao giờ quên khám chân các tổ viên. Đứa nào chân bẩn, nó dựng dậy, bắt đi rửa cho bằng được. Nếu cù nhảy cãi lại, lập tức nó lên giọng giải thích kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt. Nếu không có kỷ luật thì quân đội không thể chiến đấu được. Đó là những câu nó học được của chính trị viên và chỉ chờ dịp là đưa ra áp dụng. Từ giác nói, vịnh xưa là kỷ luật sắt, gớm lắm là do vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.